Hello cả nhà, hôm nay thì Linh sẽ nạp tiền cho cái account của Linh. Có nhiều bạn nói Linh là mọi người không nạp được ở bên Android. Thì hôm nay tôi làm video tôi nạp cho mọi người xem. Không là mọi người lại nói là không có bằng chứng. Đây, tôi vẫn nạp bình thường luôn đó. Chỉ có iOS là NE nó mới bỏ cái vụ mà nạp bằng thẻ ghét thôi. Đó, Linh đang xác nhận. Không, mọi người lại nói là che đầu dê bán thịt chó. Người ta không nạp được mà cứ kêu là mình nạp được. Đây, mình nạp được cho các bạn xem luôn. Còn cái vụ mà các bạn không nạp được á, thì là ở các bạn là mọi người không có kiểm tra đúng như các bước Linh chỉ thôi, chứ không có cái cớ gì tôi nạp được mà mấy người cũng nạp được đó. Đó, thôi chúc mọi người nạp thành công nha.